Và xin chào mừng tất cả quý khán giá, chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá Đông Hào tại phường An Thịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đó là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bó Chân FC và câu lạc bộ FC Môi Trường Xanh. Không được, vẫn còn. Pha xử lý vừa rồi là của Phước Nhỏ. Phước Nhỏ đã hơi chần chừ và không tự tin dứt điểm. Tiếp tục sẽ là một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng cầm. Điều chuyển hay, đánh đầu. Bóng đã đi vọt xa. Một cú lấp bóng quá nhẹ. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Trường Rossi. Quả phát bóng lên dành cho thủ thành Cẩm Ly. Đường chuyền dài lên trên. Lỗi rồi. Tình huống lỗi khá lộ. Và lúc này trọng tài Nguyễn Vũ cũng đã cầm sẵn trên tay một chiếc yellow card. Liệu sẽ có được thời cơ để ghi bàn hay không? Cú dứt điểm đưa bóng đi quá cao. Và cắt bóng chủ động. Vừa rồi là tình huống cắt bóng của số 39 Huỳnh Đức. Vừa rồi thì thủ thành Cẩm Ly đã lao ra khá xa. Một tình huống bóng rất nguy hiểm, nhưng nó lại quá đơn giản dành cho thủ thành bên phía Bó Chân FC. Được chuyền ngang. Không được rồi. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo xanh. Đây sẽ là thời cơ dành cho các cầu thủ bên phía FC Môi Trường Xanh, nhưng cú dứt điểm lại không thành công của Mạnh Hí. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cơ hội này. Mạnh Hí đã dứt điểm sâu kim thủ thành đối phương nhưng không thành công. Tình huống cắt bóng kịp thời ở hàng phòng ngự bên phía đội bóng Bó Chân FC. Patrick Phương. Đây là vị trí của Phước Nhỏ. Đường chuyền khá hay, đường chuyền ngang. Thời cơ dành cho Bó Chân, không vào. Các cầu thủ áo cam đã dứt điểm không thành công. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha phối hợp rất hay. Nhưng độ chuẩn xác vẫn còn. Patrick Phương. Tình huống sử bóng rất bình tĩnh, nhưng đó là một tình huống khá mạo hiểm của Patrick Phương. Đây là số 14. Vị trí của Vũ Caric. Điều chuyển lên. Điều chuyển lên không thành công vừa rồi là của Quốc Dương. Cơ hội quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng cam. Đưa bóng ngang. Đó là một pha đặt lòng chuẩn xác. Bàn thắng mở tỷ số đã đến dành cho Bó Chân FC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một pha xử lý hết sức mẫu mực của Phước Nhỏ. Một pha đặt lòng quá khó dành cho thủ thành Cẩm Ly. Sức chịu khó tranh chấp, trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Phản công Sita. Vẫn còn. Được chuyền ngang. Phước Nhỏ. Bước một rất cơ bản. Phước Nhỏ đặt lòng. Không vào. Pha chuyển trạng thái rất nhanh của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng cam. Nhưng pha dứt điểm lần này của Phước Nhỏ đã không đánh bại được Cẩm Ly. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha đặt lòng đưa bóng về phía góc gần. Dứt điểm. Thời cơ bây giờ sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo xanh. Dứt điểm đi. Không vào. Bóng vừa rồi đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Hoàng Phúc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú đá chân khá tốt. Nhưng cần thêm một chút sự may mắn nữa để mang về bàn thắng. Tình huống để mắc bóng nữa. Sita. Bóng là Sita. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Một vòng tiếp tục. Cơ hội bây giờ sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ FC Môi Trường Xanh. Dứt điểm đi. Không được. Trọng tài xác định không có lỗi trong pha xử lý vừa rồi. Dứt điểm. Không vào. Của dứt điểm khá tốt. Mạnh Hỷ. Được chuyền ngang. Đây là cơ hội dành cho Vũ Caric. Dứt điểm. Không vào. Và con đã có bàn thắng gỡ hòa rồi. Một điều. Và ghi bàn của cầu thủ áo số 7, Trưởng Rossi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đầu tiên là pha dứt điểm của Vũ Caric. Thủ thành Hoàng Phúc chỉ cản phá được cú dứt điểm đầu tiên. Phước Nhỏ. Sita. Đường chuyền Phước Nhỏ. Dứt điểm đi. 2-1 dành cho FC Bó Chân. Cú đúp bàn thắng của Phước Nhỏ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một tình huống kiến tạo quá hay của Sita dành cho Phước Nhỏ. 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng cam. Tình huống cắt bóng của Dũng Moric. Patrick Phương. Rất khéo, rất lắc léo. Patrick Phương. Không vào.
3-1 dành cho Bỏ Chân FC. Một pha xử lý quá hay của Patrick Phương. Cú dứt điểm bóng sạch là quá khó dành cho thủ thành Cẩm Ly. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha xử lý rất lắc léo của Patrick Phương. Sau đó là một cú dứt điểm bóng sạch từ khoảng cách rất xa, và lần này Cẩm Ly đã bị đánh bại. Bóng đi quá hiểm hóc. Thời cơ dành cho số 16 dứt điểm. Cú dứt điểm treo góc vẫn chưa thành công. Pha dứt điểm vừa rồi là của Ngô Thức. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú ra chân của số 7 bên phía FC Môi Trường Xanh. Đã mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ áo xanh với pha xử lý rất lập bập. Đã đánh bại được thủ thành Hoàng Phúc. Bóng phản tiếp tục. Không được rồi. Dứt điểm từ xa. Cú dứt điểm từ xa khá tốt. Được chuyển ngang. Pha phập rất hay. Cú dứt điểm. Tỷ số được nâng lên là 4-2. Pha phập quá tốt của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bó Chân FC. Người làm bàn là Đức Mù. Và bàn thắng thứ tư nó đã đến dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng cam. Đứng trước bóng đang là Hoàng Thiệt và Úc Bụi. Cú dứt điểm từ xa không vào. Lại một lần nữa thì thủ thành bên phía câu lạc bộ Bó Chân FC cho thấy được sự xuất sắc của mình. Và dứt điểm khá khó chịu của Úc Bụi nhưng không thành công. Hoàng Thiệt. Một cú vùng chân đưa bóng đi không chuẩn xác. Cơ hội. Không vào. Và dứt điểm vừa rồi là của Úc Bụi nhưng anh vẫn chưa thể đánh bại được vị trí của thủ thành Hoàng Phúc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là tình huống này. Tình huống xử lý bước 1 quá tốt. Sau đó là một cú dứt điểm theo kiểu bắt vô lê. Rất có thể hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế dành cho đội bóng vàng. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu sẽ có thêm khoảng thời gian bù giờ dành cho hiệp 1 hay không. Một pha cướp bóng rất hay Úc Bụi. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm nữa của Úc Bụi nhưng anh vẫn chưa thành công trong việc đánh bại thủ thành Hoàng Phúc. Phòng ngoặt bóng đưa chuyền ngang. Đây là thời cơ Patrick Phương. Patrick Phương cú siêu bóng Phước lớn và con không vào. Đây là số 86. Vị trí của Patrick Phương. Đường chuyền hay. Vẫn còn Phước lớn dứt điểm. Chính xác, tỷ số được nâng lên là 5-2 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bó Chân FC. Và xử lý bước 1 xoay người dứt điểm quá cơ bản của Phước Lớn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Quá khó dành cho thủ thành Cẩm Ly. Thủ thành bên phía đội bóng FC Môi Trường Xanh đã phải đứng nhìn bóng đi vào lưới. Thành Thiệt. Pha ngoặt bóng của Thành Thiệt. Đưa bóng vào. Bóng vừa rồi đã chạm mép trên xà ngang. Không có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho FC Môi Trường Xanh. Patrick Phương. Đường mở bóng dài của Patrick Phương chuẩn xác. Dứt điểm từ xa. Không vào. Như vậy là lúc này đây vẫn sẽ là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ xanh. FC Môi Trường Xanh họ vẫn đang nỗ lực nhưng vẫn chưa thể có được cho mình bàn thắng để rút ngắn cách biệt. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Đưa chuyền. Cú dứt điểm vừa rồi đã đưa bóng đi chạm xa ngang. Cơ hội vẫn còn. Đó là tình huống xoay trở. Chưa kịp thời tung ra được pha dứt điểm. Ngô Thức không vào. Bóng lại đi ra ngoài mép lưới rồi. Đây là Ngô Thức. Thành Thật. Tiếp tục là Thành Thiệt. Đường chuyền. Cơ hội. Úc Bụi vẫn chưa thể có được pha tiếp cận. Bóng đã đập vào chân của một cầu thủ áo vàng. Không được rồi. Đường chuyền. Cơ hội Trưởng Gucci. Không vào. Bóng vừa rồi đã đập cột dọc. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo xanh. Pha phối hợp tốt của các cầu thủ áo xanh nhưng Trưởng Gucci đã không thể hoàn tất cho mình cú sút bàn thắng ở trong pha dứt điểm vừa rồi. Bóng đã đập cột dọc và đi ra ngoài. Sức nỗ lực Trưởng Gucci. Trưởng Gucci vẫn còn cơ hội dành cho số 7 dứt điểm đi không vào.
Đánh đâu? Vào! 3-5. Cú hat-trick bàn thắng của Trưởng Gucci. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này xuất phát từ tình huống đá phạt góc. Một tình huống di chuyển đánh đầu cắt mặt sức của Trưởng Gucci. Cơ hội dành cho số 7 Trưởng Gucci. Vẫn còn rất khéo léo. Được xuyên ngang. Không vào. Bóng vẫn tiếp tục. Vẫn đang là số 7. Đường xuyên. Vẫn còn không được rồi. Bỏ trận FC. Quốc Dương. Cú dứt điểm từ xa của Quốc Dương. Bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương. 2/3 thời gian của hiệp 2 đã trôi qua. Cơ hội. Dứt điểm ngay. Cú xỉa bóng chưa thành công bằng má ngoài chân phải của Trưởng Gucci. Lỗi đẩy sau rồi. Và các bóng của số 25 bên phía đội bóng FC Môi Trường Xanh. Đã biên dành cho đội bóng áo xanh lúc này. Đây là Trưởng Gucci. Trưởng Gucci. Bóng vẫn đi chưa chuẩn xác. Vẫn còn. Rất hay. Dứt điểm ngay. Bóng đã đi không chuẩn xác. Đây là vị trí của Vũ Caric. Một tình huống treo bóng thẳng về phía khung gỗ. Rất nguy hiểm. Thủ thành Hoàng Phúc đã có tình huống xử lý an toàn. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Cú dứt điểm hơi vội rồi. Và tiếp tục. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Đường truyền. Dứt điểm. Không, đó là một tình huống xử lý bóng. Không được rồi. Vẫn còn Phước Nhỏ. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo vàng cam. Chắc chắn rồi. Bàn thắng dành cho Phương Euro. 6-3 dành cho Bó Chân FC. Tình huống xử lý khéo léo của Phương Euro. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một đường truyền dài lên. Và vừa rồi là một tình huống bắt hụt bóng quá đáng tiếc của cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC Môi Trường Xanh. Trong tình huống lao ra thì thủ thành Cẩm Ly cũng không cắt được bóng. Rất khéo léo. Tiếp tục là Trưởng Gucci. Đường truyền khe. Không được rồi. Đường truyền vẫn chưa đến được vị trí của đồng đội. Đánh đầu vào. Dứt điểm ngay. Bóng vẫn chưa vượt qua được đôi tay của thủ thành. Cơ hội Phước Nhỏ. Pha đặt lòng lần này đã không chuẩn xác rồi. Dứt điểm từ xa. Cú dứt điểm là rất căng nhưng một lần nữa bóng vẫn chưa đi trúng đích. Như vậy là chúng ta xác định sẽ có khoảng thời gian 5 phút bù giờ dành cho hiệp đấu thứ hai. Một pha dọc bóng thẳng không được rồi. Bóng đã đi trên công dọc. Như vậy lúc này đây thì trọng tài Nguyễn Vũ đã nói còi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Kết quả chung cuộc các cầu thủ bên phía Bó Chân FC họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 6-3 trước Môi Trường Xanh.